Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ ba ngày 29 tháng 11. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 11 đạt trên 1.500 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 16.100 tỷ đồng, bằng gần 92% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiêm Hóa chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc ban hành sắc lệnh chấm dứt đình công của các tài xế xe tải. Triệt phá siêu tổ chức buôn bán ma túy ở châu Âu. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 28, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị việc phân bổ chi ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2023 cần có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các công trình có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành và các huyện thành phố. Thảo luận về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Các đại biểu thống nhất mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.150 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương tập trung vào chi đầu tư phát triển, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các chỉ tiêu thu ngân sách, lập dự toán thu sát với tình hình thực tế, phân bổ chỉ tiêu thu hợp lý. Về chi ngân sách, đề nghị phân bổ hợp lý cho nguồn cải cách tiền lương, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phương án điều chỉnh giảm quy mô đầu tư một số dự án cũng như tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư cần có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải. Mỗi huyện thành phố lựa chọn một dự án có tính chất đột phá, đầu tư dứt điểm. Nguồn vốn cần được sử dụng một cách hiệu quả cao nhất để người dân được hưởng lợi nhiều nhất. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về chủ trương đầu tư dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh Tuyên Quang. Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo tính hợp lý về quy mô các hạng mục, bổ sung thêm đường kết nối nội bộ trong khu di tích, các điểm dừng chân và hệ thống cây xanh. Về dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về chính sách hỗ trợ người mắc bệnh suy thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các đại biểu nhất trí mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê phòng trọ và chi phí điều trị ngoài phạm vi được hưởng của quỹ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan soạn thảo đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo để người bệnh dễ dàng tiếp cận chính sách và nguồn hỗ trợ đến kịp thời, góp phần giảm gánh nặng tài chính với người bệnh thu nhập thấp. Hội nghị đã nhất trí thông qua điều chỉnh chủ trương tổng mức đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, một số chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Trong sáng nay, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì họp báo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 27 báo cáo, trong đó có 12 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 3 báo cáo của các cơ quan tư pháp, 12 báo cáo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Kỳ họp sẽ thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Xem xét thông qua 31 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có 3 nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình, 28 nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang sẽ truyền hình trực tiếp một số phiên làm việc tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Huyện ủy Lâm Bình trong sáng nay đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Lâm Bình đã nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
hệ thống chính trị các cấp trong huyện được củng cố, ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được nâng cao. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý dứt điểm các tình huống về quốc phòng an ninh. Quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình phòng thủ, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, 4 tập thể, 6 cá nhân đã được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngành công nghiệp Tuyên Quang sau 11 tháng đã phải trải qua nhiều khó khăn thách thức do hậu quả của dịch bệnh, sự biến động của các loại nguyên liệu và đặc biệt là mặt hàng xăng dầu. Đến nay thì tốc độ tăng trưởng của ngành này vẫn đạt được những kết quả khả quan. Nhiều tháng trước, một số thị trường lớn giảm sức mua nhưng với nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp tính tới để hoàn thành kế hoạch cũng như có sự đồng hành của ngành ngân hàng nên hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty này vẫn ổn định. Dù mới ở thời điểm cuối tháng 11 nhưng số đơn hàng của doanh nghiệp này đã vượt kế hoạch của cả năm nay với 158% và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 120%. Hiện nay thì nhận được cái vốn vay của ngân hàng thì chúng tôi đã tập trung toàn bộ cái lực lượng vừa tiền vay vốn của ngân hàng là đầu tư vào tập trung tập kết nguyên vật liệu và chi phí sản xuất để đảm bảo theo đúng đơn đặt hàng cho kịp thời cho khách hàng. Những tháng gần đây khi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, kích thích nhịp sản xuất công nghiệp sôi động trở lại. Theo đánh giá của Sở Công Thương, hiện nay sản xuất công nghiệp đang khôi phục ở hầu hết các ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện trong tháng 11 này đạt trên 1.500 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng ước đạt 16.100 tỷ đồng, bằng gần 92% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt được kết quả khả quan này, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp trong đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh và các sở ngành, chính quyền địa phương cũng đang dốc sức giúp cho doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả những cái giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022, thường xuyên bám sát doanh nghiệp để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, làm sao mà thúc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng những cái dự án sản xuất công nghiệp đang triển khai. Với các giải pháp đang triển khai và chủ động chuỗi cung ứng, thì ngành công nghiệp vẫn đảm bảo sản xuất và tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Thời điểm cuối năm, thị trường xây dựng có nhiều diễn tiến khả quan. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đang đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hưởng ứng cuộc vận động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau để kích cầu tiêu thụ, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hoàng Việt đã lựa chọn sản phẩm gạch tuy nen chất lượng cao của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu để thi công bệnh viện đa khoa Hoàng Việt. Được xây dựng trên 2,5 ha, tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh. Hiện công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với các phần thi công kỹ thuật, nội thất và được đánh giá cao về chất lượng. Đơn vị chúng tôi được sử dụng cái gạch được sản xuất với công nghệ cao này thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái vấn đề gạch vỡ khi vận chuyển. Cường độ chịu lực của viên gạch là rất là tốt, đảm bảo cho công trình. Sản phẩm gạch tuy nen chất lượng cao Tuyên Quang của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu được sản xuất theo công nghệ hiện đại, chịu lực tốt, độ bền cao. Hiện sản phẩm đã có mặt tại nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang. Sự cạnh tranh của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại trên thị trường được các đơn vị sử dụng đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm. Công trình có tốt hay không thì là cái nguyên vật liệu đầu vào rất là quan trọng. Thì tôi có đi kiểm tra và một hai nhà máy và cũng có quyết định lấy của gạch của nhà máy Viên Châu, Tuyên Quang là thứ nhất là về công nghệ là rất là cao và phù hợp với cả những cái tiêu chí của chủ đầu tư đề ra. Về vật liệu gạch này hay là xi măng thì cũng đều rất là mong cái chất lượng nó sẽ đặt hàng đầu. Cũng như là gạch Viên Châu của mình ấy, thì là bên mình sẽ làm cái theo cái chất lượng dây chuyền nó rất là hiện đại. Đấy nên là chất lượng gạch nó cũng sẽ tốt và cũng mong là tất cả những sản phẩm tốt của mình sẽ đến bà con. Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xây dựng, thân thiện với môi trường. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu đang ngày càng nâng cao được sức cạnh tranh của sản phẩm và uy tín trên thị trường.
Trong phần tiếp theo của chương trình, ngành chăn nuôi đã gia súc trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, chuyển dịch theo hướng trang trại, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đạt hiệu quả, năng suất chất lượng sản phẩm ngày một gia tăng, hình thành nhiều chuỗi liên kết trong sản xuất. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tổ chức nhiều lớp học tiếng dân tộc Mông cho cán bộ chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ đông năm nay, huyện Chiêm Hóa gieo trồng gần 4.000 ha. Hiện nay đang vào thời kỳ sinh trưởng phát triển mạnh. Đây cũng là thời điểm mà sâu bệnh có nguy cơ phát sinh gây hại, cho nên người dân chủ động phòng trừ để nâng cao năng suất sản lượng cây trồng. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, thời điểm này, gia đình anh Hà Công Đoài, xã Hòa An đang tập trung chăm sóc và chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ớt và cây dưa chuột với hơn 3.000 m2. Cây trồng vụ đông của gia đình đang phát triển tốt và đang cho thu hoạch với năng suất ổn định. Gia đình tôi cũng có trồng được 1.000 m2 ớt và 2.000 dưa. Qua thăm đồng cũng phát hiện được bệnh sương mai trên cây dưa và thán thư trên cây ớt. Khi mà phát hiện bệnh hại cây trồng là gia đình cũng đưa thuốc vào phun. Bây giờ cũng cây trồng cũng đang đà phát triển rồi. Và cây ớt, cây dưa cũng đang trong thời điểm đang cho thu hoạch. Vụ đông năm 2022, huyện Chiêm Hóa đã gieo trồng gần 4.000 ha cây màu. Các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch. Với điều kiện thời tiết nắng ấm như hiện nay, rất thuận lợi cho một số loại sâu bệnh hại phát triển. Để đảm bảo sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa chỉ đạo các xã đẩy mạnh chăm sóc, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phun trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại. Theo kết quả điều tra, trên cây ngô đã xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại ở một số diện tích, bệnh thán thư trên cây dưa chuột và bệnh sương mai trên cây ớt đang gây hại ở một số địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại thì cây trồng vụ đông của huyện Chiêm Hóa thì sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay thì chúng tôi đã hướng dẫn bà con nông dân tích cực chăm sóc cây trồng. Còn trên sâu bệnh trên cây trồng ấy, hiện tại trên địa bàn huyện Chiêm Hóa thì có một số đối tượng gây hại tại thời điểm như sương mai trên cây dưa chuột, thán thư trên cây ớt và một số đối tượng sâu hại như sâu keo mùa thu trên cây ngô mật độ tỷ lệ thấp. Hiện nay trung tâm đã hướng dẫn bà con phối hợp với ủy ban nhân các xã, thị trấn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. Cùng với sự chủ động của các hộ gia đình, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, diện tích cây trồng vụ đông đang phát triển tốt, hy vọng đạt năng suất cao. Ngành chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, chuyển dịch theo hướng trang trại, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm ngày một gia tăng, hình thành nhiều chuỗi liên kết trong sản xuất. Đây là đánh giá của đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khi đến thăm kiểm tra một số mô hình chăn nuôi trâu bò tại tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang có tổng đàn trâu trên 90.300 con, đàn bò 38.400 con, đứng thứ 8 so với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 10 so với tổng đàn trâu của cả nước. Chiêm Hóa là địa phương có tổng đàn trâu bò lớn nhất tỉnh với tổng số trên 24.000 con. Có 55 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu bò tập trung. Huyện hình thành được vùng sản xuất trâu giống tập trung tại một số xã. Tập trung xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với thương hiệu sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa. Xác định rằng là chăn nuôi nó có rất nhiều cái lợi thế về đồng cỏ này. Thứ hai là đất đai thổ nhưỡng tốt. Thứ nữa là trong cái quá trình chăn nuôi thì sử dụng biogas cũng là đem lại cái lợi ích cho kinh tế cho hộ gia đình. Xây dựng hoàn thành được cái thương hiệu ô cốp về thịt trâu Hùng Mỹ, thịt trâu khô 4 sao và thịt trâu tươi 4 sao. Thực tế chúng tôi cũng nhận thấy rằng là chăn nuôi châu bò hiện nay thì cũng rất là nhiều các giải pháp kỹ thuật đã được đưa vào, ví dụ như là phát triển chăn nuôi châu bò sinh sản hay là vỗ béo châu, vỗ béo bò, hoặc là những cái giải pháp về thức ăn, giải pháp về giống cũng như giải pháp về chăn nuôi cũng như là giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn châu bò. Hiện nay chúng tôi đánh giá rằng là cái tiềm năng phát triển chăn nuôi châu bò tỉnh Tuyên Quang rất là lớn, nhưng mà căn bản nhất là trên này có một liên kết sản xuất rất là tốt, đã hình thành các hợp tác xã và sản phẩm từ chăn nuôi châu bò cũng tạo ra rất là nhiều sản phẩm ô cốp, không những là phục vụ cho cái nhu cầu trên địa bàn tỉnh, trên địa bàn Việt Nam, mà chúng tôi cũng nghĩ rằng tạo ra rất là đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho các khách du lịch. Phát triển chăn nuôi đại gia súc là một trong những thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang. Giá trị kinh tế từ ngành này chiếm khá cao trong cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp. Tỉnh đã có những cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tạo tầm vóc, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.
chúng tôi hy vọng là qua cái đợt công tác lần này cũng như là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với cả Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang tăng cường tích cực để đưa các cái giải pháp về nông nghiệp tuần hoàn cho bà con nông dân, để không những là nâng cao giá trị về sản phẩm chăn nuôi mà còn giải pháp mà giải quyết vấn đề môi trường cũng như là giảm cái chi phí đầu vào cho chăn nuôi cho hiện nay cho bà con nông dân, và đặc biệt là nâng cao giá trị qua việc mà tạo ra những sản phẩm OCOP. Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đề Hưu hỗ trợ 10 tấn thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân tại các huyện Lâm Bình, Na Hàng và Chiêm Hóa. Sơn Dương là huyện có thế mạnh về chăn nuôi gia cầm. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương và nhân dân đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn, giúp nâng cao thu nhập. Gia đình ông Trấn tại xã Quyết Thắng chăn nuôi gia cầm từ nhiều năm nay với gần 10.000 con gà. Để chăn nuôi ổn định, ông tập trung chăn nuôi theo hướng Việt Gáp, chú trọng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cũng như liên kết trong việc tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Chuyển sang con gà này thì cơ bản là thấy nó cũng hợp, và mình chăn nuôi cũng thấy nó có hiệu quả. Thì qua cái quá trình mình chăn nuôi thì cái điều kiện kinh tế gia đình của mình thì càng ngày nó cũng càng đi lên. Nói chung là đi từ một chuồng, bây giờ gia đình tôi thì cũng có 3-4 chuồng nuôi ở cái mức độ công suất, hết công suất của nó thì cũng tầm 1 vạn trường ngược. Chăn nuôi gia cầm là thế mạnh của huyện Sơn Dương. Trung bình hàng năm, nhân dân trên địa bàn huyện nuôi trên 1,4 triệu con. Để nâng cao giá trị, huyện chú trọng định hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung để đem lại hiệu quả kinh tế. Hỗ trợ người chăn nuôi tham gia các lớp tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án. Thực hiện chăn nuôi đảm bảo an toàn, giữ vệ sinh môi trường. Chú trọng thực hiện việc liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm. Thành lập các hợp tác xã, tổ hội nhằm giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất. Thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc chăn nuôi cũng đã có nhiều thuận lợi, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm. Chăn nuôi đối với gia súc, gia cầm thì trên địa bàn xã cũng có một số hộ gia đình chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ. Thế tuy nhiên là chăn nuôi gia cầm thì cũng là một hướng giúp người dân trong xã có được cái thu nhập ổn định. Việc chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Sơn Dương đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp ngành chăn nuôi của huyện phát triển bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cũng như đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Trong những năm qua, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Hàm Yên đã có bước phát triển khá. Nhiều địa phương đã thực hiện hiệu quả mô hình này, đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho các thành viên và nhân dân. Ghi nhận tại xã Thành Long. Thôn Hưng Long có diện tích cà chua lớn nhất của xã Thành Long với trên 2,5 ha. Năm 2019, xã đã thành lập Hợp tác xã Cà Chua Thành Long. Các thành viên đã được tập huấn khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Nếu như một sào đất trồng cây màu khác chỉ thu nhập khoảng 5 đến 10 triệu đồng trên vụ, thì nay trồng cây cà chua đã cho thu nhập lên tới 25 triệu đồng trên sào trên vụ. Mà trồng cà chua ấy nó hơn mọi cây đấy. Đấy, từ khi gia đình tôi trồng cà chua ấy thì gia đình tôi thì cũng khá hơn mọi khi nhiều. Cà chua là một loại cây trồng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao. Thời gian qua, xã Thành Long đã chỉ đạo bộ phận khuyến nông xuống từng hộ để hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật. Đến nay, hợp tác xã này đã phát triển được trên 2,5 hectare cà chua, sản lượng ước đạt trên 100 tấn quả, giá trị đạt trên 3 tỷ đồng. Cây cà chua thì được xã Thành Long cũng hết sức quan tâm và đã khuyến cáo sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và cũng đã được công nhận chứng nhận. Và chúng tôi sản xuất theo cái hướng tập trung, hiện nay cũng đã thành lập được một cái hợp tác xã cà chua Thành Long. Thế và luôn luôn khuyến cáo là sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, đảm bảo an toàn kỹ thuật để giữ vững cái thương hiệu, đảm bảo cái mức là thu nhập cho người sản xuất. Mô hình sản xuất của hợp tác xã cà chua đã làm thay đổi cuộc sống của người dân ở xã vùng 135 Thành Long. Những chuyển biến tích cực của hợp tác xã về phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất, đầu tư liên kết, liên doanh gắn với chuỗi giá trị đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của xã Thành Long nói riêng và huyện Hàm Yên nói chung phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thời gian qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tổ chức nhiều lớp học tiếng dân tộc Mông cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã được tuyên truyền tới tận từng hộ gia đình người Mông, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những kiến thức cơ bản về tiếng nói, các phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, lối sống của đồng bào Mông được các chiến sĩ công an trang bị trong thời gian học tập. Tạo điều kiện cho học viên phát triển ngôn ngữ, việc học tập gắn với thực tiễn theo phương châm bốn cùng. Các chiến sĩ công an đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc để tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mong muốn của gia đình là có nhiều hơn nữa những cái đợt mà các đồng chí công an ở huyện, ở tỉnh đến với bà con, đưa những cái văn minh, những cái chính sách pháp luật đến tuyên truyền với bà con nhân dân, để bà con nhân dân và để bà con chúng tôi có cái cuộc sống nó ấm cúng sung sướng hơn. Là khóa học thứ 3 của Công an tỉnh được tổ chức, gần 50 học viên lớp tiếng dân tộc Mông được đi thực tế tại 24 hộ gia đình ở các xã Yên Lâm, Minh Hương, huyện Hàm Yên, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn và xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, trực tiếp thực hiện bốn cùng với gia đình, có điều kiện thực hành tiếng dân tộc Mông để nắm được tâm tư nguyện vọng của đồng bào, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Việc thực hiện bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng với đồng bào dân tộc Mông thì đã bước đầu đã đạt được những cái kết quả mà thực tế đã nhìn thấy. Mong muốn rằng có nhiều lớp mở để bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông để hiểu và chia sẻ những cái khó khăn của đồng bào dân tộc, cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị. Không chỉ giúp các địa phương củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các cán bộ chiến sĩ đã tuyên truyền pháp luật về cư trú, hỗ trợ hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt ứng dụng và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thay cho việc sử dụng giấy tờ tùy thân truyền thống. Thì khi chúng tôi xuống đến với cơ sở thì các đồng chí thực hiện rất là tốt. Thế và về cái đồng chí nói với đồng bào dân tộc Mông thì đồng chí cũng đã nói được đến khoảng 70-80%. Thế và từ những cái mà các đồng chí nói được với đồng bào như thế thì bà con rất là tin tưởng. Thế và cũng gắn kết được gần gũi hơn giữa bà con nhân dân của các xã đồng bào Mông đó. Thế gắn kết nhiều hơn với các đồng chí công an. Chủ trương đúng, kế hoạch sát với thực hiện phương châm bốn cùng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ công an nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đồng bào Mông, giúp đỡ bà con dân tộc thay đổi nhận thức, xóa bỏ dần phong tục lạc hậu, thay vào đó là cuộc sống mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Những việc làm ý nghĩa thiết thực ấy đã giúp hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thêm gần gũi, thân thương với bà con dân bản, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyển sang phần tin trong nước, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam còn chậm và có xu hướng giảm, trong khi đó thì đây lại là yếu tố quan trọng để nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh và bền vững trong dài hạn. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Thời gian qua, Việt Nam đã hình thành được cơ chế chính sách tương đối toàn diện và đầy đủ tạo nền tảng cải thiện năng suất lao động. Tuy nhiên, hiệu quả phối hợp trong triển khai còn chưa hiệu quả, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các bộ ngành địa phương để đảm bảo thực hiện thực chất nhất quán chưa được xác định rõ. Chính vì vậy, trong 10 năm qua, năng suất lao động của Việt Nam có cải thiện song còn chậm so với nhiều quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, năng suất lao động còn chưa đồng đều giữa các khu vực. Theo các chuyên gia, cần có các giải pháp để thúc đẩy tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng dựa trên hạ tầng kết nối, cơ chế đặc thù, phân cấp quản lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và phát huy đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chính thức hóa hoạt động kinh tế ở khu vực phi chính thức và cần nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách về năng suất lao động quốc gia giai đoạn 2026-2030. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư sửa đổi thông tư số 05/2022 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Theo đó, danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng phiên bản HS2022 và mặt sau sửa đổi giấy chứng nhận xuất xứ CO mẫu RCEP được thực thi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
RCEP là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực chính thức kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà băng ra soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp ép khách mua bảo hiểm khi cấp tín dụng. Trước đó, một số hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có phản ánh về thực trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Việc này làm tăng chi phí và gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Động thái của cơ quan quản lý được đưa ra trong bối cảnh room tín dụng hiện khá hạn hẹp, nhiều nhân viên ngân hàng lợi dụng tình thế này để ép khách vay mua bảo hiểm. Tin quốc tế, ngày hôm nay chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu các tài xế xe tải trong ngành xi măng đang đình công trở lại làm việc. Đây là cuộc đình công thứ hai do nghiệp đoàn vận tải hàng hóa tại Hàn Quốc phát động trong vòng 5 tháng qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế của nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo nội các sáng nay ngày 29 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ chính phủ ban hành lệnh trên để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế quốc gia và sinh kế của người dân. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết các công trường xây dựng và sản xuất trên cả nước đã ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung cấp xi măng và thép, trong khi các cơ sở sản xuất công nghiệp của đất nước cũng đứng trước nguy cơ bị tác động lớn và cuộc sống của người dân bị đe dọa. Nghiệp đoàn lái xe tải chở hàng đã phát động cuộc đình công trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 11, gây ra tình trạng đứt gãy trong hệ thống cung ứng nguyên vật liệu. Cơ quan Cảnh sát châu Âu hôm qua cho biết đã hỗ trợ điều phối chiến dịch triệt phá một siêu tổ chức buôn bán ma túy, kiểm soát 1/3 hoạt động buôn bán ma túy ở châu Âu. Các cơ quan thực thi pháp luật của 6 nước đã tham gia vào chiến dịch nhằm vào siêu tổ chức buôn bán ma túy này. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 49 nghi phạm ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vòng hơn 10 ngày của tháng này. Trong các cuộc điều tra, hơn 30 tấn ma túy đã bị thu giữ. Chiến dịch này được lên kế hoạch thực hiện trong hơn 2 năm. Cocaine hiện được bán tràn lan ở châu Âu ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, độ tinh khiết rất cao và giá rẻ. Hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang ở mức cao kỷ lục nhưng vẫn chưa đạt đỉnh, báo hiệu sẽ tiếp tục có các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Phát biểu cho các nhà lập pháp châu Âu tại Bruxelles, bà Lagarde chia sẻ mong muốn thấy lạm phát đã đạt đỉnh vào tháng 10 nhưng cẩn trọng rằng điều đó nằm ngoài tầm với. Theo Chủ tịch ECB, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, đặc biệt là việc chuyển chi phí năng lượng từ cấp bán buôn sang bán lẻ, khiến lạm phát chưa thực sự đạt được đến đỉnh điểm. ECB đã chuyển sang kiểm soát lạm phát bằng một loạt đợt tăng lãi suất. Ngân hàng trung ương này đã điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng thêm tới 2 điểm phần trăm kể từ tháng 7 tới nay. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản số 55 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét đậm, rét hại, dông lốc sét, lũ quét và sạt lở đất. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, đêm ngày 29 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 30 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra rét đậm, ở vùng núi cao có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất các khu vực phổ biến từ 12 đến 14 độ. Vùng núi cao phía bắc tỉnh gồm các huyện Na Hàng, Lâm Bình có nơi dưới 12 độ. Từ đêm ngày 29 tháng 11 đến 30 tháng 11, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa trung bình từ 30 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, trên địa bàn tỉnh cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá kém ổn định và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông suối. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lốc sét cấp 1. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, rét đậm, rét hại, dông lốc sét, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra,
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ, rét đậm, rét hại, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. 2. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai. Bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất, tổ chức triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt, chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Kiểm tra rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, hồ chứa đã đầy nước. Triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người. Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao. 5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin truyền thông về diễn biến thời tiết và kỹ năng phòng chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, công tác đảm bảo an toàn phòng chống rét cho đàn gia súc, vệ sinh củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa chỉ email trucban.tq@gmail.com và số điện thoại 02073823759 để tổng hợp và báo cáo theo quy định. Hết văn bản. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.